tôi, cái nam phong của tôi. Cái tên đáng ghét đó mà là mối tình đầu của anh Chi này hả? Vứt hết, vứt hết, vứt hết. Ngày xưa nếu mà mấy cô thấy được nhan sắc của hắn là mấy cô dở mộng ngay luôn á. Nam phong cái gì mà nam phong, Trịnh Cuồng Phong mới đúng. Ups. Thì ra cô nói cũng giỏi lắm. Tôi đồ đáng ghét. Nói tâm, giờ tôi xin thề không bao giờ xin nghỉ việc nữa. Đi thôi nè. Anh Chi,